Chào các bạn, hiện tại thì có nhiều cách để cho chúng ta có thể quản lý được dung lượng điện thoại iPhone của chúng ta. Hiện tại mình đang sử dụng một chiếc điện thoại iPhone X có dung lượng là 64GB, nhưng mà cái bộ nhớ khả dụng trên máy điện thoại của mình chỉ còn lại khoảng hơn 3GB. Vì vậy mà mình sẽ cần phải giải phóng cái dung lượng bộ nhớ của chiếc điện thoại iPhone này. À, phiên bản iPhone X mình đang sử dụng là phiên bản có hệ điều hành 12.3.1 thì tùy từng với phiên bản hệ điều hành và các cái model iPhone khác nhau thì các bạn sẽ có những cái phần quản lý dung lượng iPhone uh, giao diện nó sẽ hơi khác nhau một chút. Tuy nhiên thì nó tất cả những cái tính năng nó cũng sẽ xem xem như nhau. Đầu tiên thì các bạn vào phần cài đặt chung và các bạn vào phần dung lượng iPhone. Trong cái phần dung lượng iPhone thì các bạn sẽ thấy có một loạt những cái đề xuất như ở đây là đề xuất về ảnh iCloud bật và tự động xóa các hội thoại cũ hoặc là những cái phần mà chiếm dung lượng lớn thì ở trong đây nó cũng sẽ gợi ý cho chúng ta và có thể xóa hoặc là gỡ bỏ những cái ứng dụng để giải phóng cái dung lượng bộ nhớ này vì là dung lượng 64GB và trong đây trong cái phần ảnh của mình nó chiếm đến 18GB Hoặc là cái phần tệp này chiếm đến 5GB hoặc là tin nhắn chiếm đến 4GB uh, iMovie chiếm đến 4GB rồi là DJI GO 4 nó chiếm đến 3GB Thì những cái ứng dụng như thế này 1, 2, 3, 4, 5 trong năm cái ứng dụng này nếu mà mình chỉ cần giải phóng dung lượng của năm cái ứng dụng này đi thì tối thiểu mình cũng đã có thể giải phóng thêm được khoảng 20 GB dung lượng bộ nhớ hoặc là ở trong đây mình chỉ cần bật đầu tiên mình sẽ cùng các bạn chú ý đến cái phần là ảnh iCloud Ví dụ như ở đây mình bật cái phần này lên thì Trong đây nó sẽ có cái thông báo là bạn có chắc chắn muốn bật ảnh iCloud không Tải lên tất cả ảnh video có thể mất thời gian và kiểm tra trạng thái tải lên trong cái phần ảnh Thì cái phần này nếu mà các bạn có thời gian các bạn có thể bật cái tính năng ảnh iCloud nên nó sẽ giải phóng như cái máy của mình này ở đây nó thông báo là giải phóng được khoảng 15 g dữ liệu và vì sao nó lại mất thời gian bởi vì là khi các bạn kết nối wi-fi phải kết nối wi-fi để Cái điện thoại các bạn kết nối với server của Apple thì nó còn phụ thuộc vào tốc độ mạng nữa Cái thứ hai nó là tự động Xóa các cuộc hội thoại Đã cũ ở đây là uh, Nó đề xuất là tiết kiệm được 1,07GB Có nghĩa là hơn 1GB Nếu mà chúng ta bật cái phần này thì nó sẽ Có Những cái tin nhắn trên một năm trước mà gần như là chúng ta không tương tác không nhắn tin thì nó sẽ xóa những cái tin nhắn đó đi và mình bật cái tính năng này lên thì nó sẽ giải phóng được tiết kiệm được 0,7 ghi cho phần tin nhắn tiếp theo là phần ảnh tại vì phần ảnh thì như mình đã chia sẻ với các bạn ý, thì trên phần ảnh này thì các bạn có thể để quản lý phần ảnh tốt nhất thì các bạn nên vào trong cái phần ảnh và các bạn chọn những cái phần cuộn camera hoặc là những ảnh nào các bạn không không muốn sử dụng ở trong đây, ví dụ như ảnh màn hình này. Ảnh màn hình thì của mình có đến 420 ảnh và các bạn có thể sử dụng cái thao tác là chọn xóa những cái ảnh màn hình ấy đi bằng cách là các bạn kéo, các bạn kéo kéo ở đây để các bạn có thể là xóa hết những cái ảnh xóa nhanh những cái ảnh mà các bạn không mong muốn, đấy là cách xóa nhanh. Như vậy là mình bấm vào phần này thì mình đã có thể chọn được 13 bức ảnh mình cần xóa ngay và sau đó thì các bạn hoặc là các bạn có thể chọn tất cả ở đây thì các bạn có thể xóa hết tuy nhiên thì với những cái ảnh thì nó có thể các bạn là ảnh quan trọng thì các bạn cần phải lọc ra tiếp theo đến cái phần video thì ở trong đây video thì chúng ta có thể lọc ra những cái video nào mà chúng ta đã từng quay mà không còn hữu ích nữa hoặc là không đặc biệt, không còn quan trọng nữa thì chúng ta có thể xóa bớt nó đi. Thì đó là cái phần mà giải phóng dung lượng trong phần ảnh. Và các bạn sau khi đã xóa rồi thì các bạn vào phần đã xóa các bạn chọn xóa xóa tất cả. Cái phần này đi giúp mình. Quay lại cái phần cài đặt thì trong cái phần cài đặt này chúng ta sẽ để ý đến cái ví dụ như cái phần tệp này này. Trong cái phần tệp ở đây của mình có kích thước là 6, tư mê nhưng mà tài liệu và dữ liệu thì có đến 5,37GB thì với cái phần gỡ bỏ ứng dụng này thì các bạn bấm vào gỡ bỏ ứng dụng thì việc này sẽ giải phóng dung lượng mà ứng dụng sử dụng nhưng vẫn giữ lại tài liệu và dữ liệu có nghĩa là cái phần cái cái tiêu đề này này được xóa cái ứng dụng các bạn được xóa nhưng cái phần dữ liệu nó vẫn còn lưu lại nên là các bạn sẽ vẫn còn lưu lại 5,37 ghi nhưng cái phần ứng dụng này này các bạn sẽ không còn tồn tại nữa mà muốn giải phóng ứng dụng thì các bạn thực ra ở trong đây mình cũng không rõ là cái phần tài liệu với cả cái phần nào đang hoạt động thì mình sẽ cần phải quay lại phần tài liệu và dữ liệu ở đây mình sẽ kiểm tra xem cái phần tệp này trong đây có những cái gì thực ra trong đây thì nó có những cái mà mình không quan tâm mình không quan tâm đó thì mình có thể vào trong cái phần quản lý ứng dụng đấy mình xóa đi mình xóa ứng dụng mình xóa ứng dụng thì nó sẽ xóa tất cả cái phần tệp ứng dụng đó và dữ liệu của cái phần ứng dụng đó như vậy là mình sẽ giải phóng được đến hơn 5 ghi đây các bạn có thể xem như vậy là cái dung lượng khả dụng của mình đã có 9 ghi tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra sang cái phần ví dụ như là phần đây đây là một cái ứng dụng để điều khiển cái flycam thì kích cỡ của ứng dụng nó chỉ có 5,56 ghi thôi còn tài liệu và dữ liệu ở đây thì nó có thể là những cái đoạn clip mà quay và nó tự động nó đồng bộ vào cái ứng dụng này thì mình cũng sẽ dùng một cách đó là xóa ứng dụng sau khi xóa ứng dụng xong mình sẽ tải lại ứng dụng này thì cái ứng dụng này nó sẽ trở về mặc định là dung lượng chỉ còn khoảng hơn 500 MB mà thôi còn cái phần tài liệu và dữ liệu này mình không cần quan tâm đến nó nữa thì mình có thể bỏ nó đi mình sẽ vào phần xóa ứng dụng tiếp theo thì để ý đến những cái ứng dụng ví dụ như tin nhắn ở trong đây trong phần tin nhắn thì có những cái phần là ảnh lớn và tệp lớn thì ở đây trong các bạn có thể chọn những cái tệp lớn ở đây các bạn xóa đấy những cái bức ảnh mà có dung lượng cao đây những cái bức ảnh từ rất là lâu rồi là những cái bức ảnh những cái đoạn clip thì nó sẽ nó sẽ 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 Uh, lưu ở trên tin nhắn nó nó sẽ lưu ở trên tin nhắn và trước đó thì mình đã xóa những cái đoạn xóa những cái đoạn hội thoại mà tồn tại trên một năm một năm trở về trước mà không tương tác hoặc không có nhắn tin thì nó sẽ tự động nó xóa nó cũng sẽ giải phóng được cái dung lượng những cái cuộc hội thoại hàng đầu ở đây là những cuộc hội thoại mà nhiều tương tác và có tốn nhiều dung lượng nhất thì các bạn có thể vào phần những cuộc thoại Cuộc cuộc thoại hàng đầu và phần ảnh đây thì cũng tương tự như vậy ở trong đây nếu mà những cái bức ảnh nào mà không còn quan trọng nữa thì các bạn có thể vào các bạn xóa hết nó đi ở trong đây thì mình sẽ kiểm tra và có những cái bức ảnh nào không quan trọng hoặc là video là không quan trọng thì mình sẽ xóa bớt đi để giải phóng dung lượng bộ nhớ ví dụ như cái bức ảnh này bức ảnh này đây nó một bức ảnh thôi nhưng mà nó chiếm đến tận 7,9 mê 7,9 mê Ok đây mình sẽ xóa đó là một cách có thể giải phóng được dung lượng và các bạn có thể biết được là mình đang xóa những cái gì tương tự như vậy thì các cái mục khác như iMovie hoặc là những cái mục tài liệu cái các cái mục ứng dụng Facebook rồi là tin nhắn đó, Zalo đặc biệt là Zalo Zalo chúng ta thường sử dụng tương đối là nhiều tài liệu và dữ liệu ở đây nó có đến 1,45 gb thì hy vọng với những cái chia sẻ của mình vừa rồi có thể giúp cho các bạn có thể giải phóng được dung lượng bộ nhớ của các bạn một cách nhanh nhất mà các bạn có thể kiểm soát được cái dữ liệu mình đang xóa. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip chia sẻ những cái mẹo sử dụng điện thoại iPhone lần tới. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Hãy cùng like và subscribe kênh để nhận thêm nhiều những video thú vị hơn và lần sau nhé.